nhiệt. Hiện tại rồi tạo ứng gốc để lại sắc ứng gốc tạo ứng màu nha. Chính nhà máy tám tám một không cái phần sinh diễn này làm cho quý vị tăng cường hay tăng trưởng cái niệm lên, bởi vì sẽ dứt ra cái phần hiện tại này thì chưa dứt dắt lắm đâu, nhưng mà về sau đó hiện tại quá khứ, hiện tại vị lai, quá khứ vị lai, dứt dắt rồi khi mình phải nhớ, đòi hỏi mình phải nhớ thì mình lấy chi pháp ra. Mãi đòi hỏi là mình phải nhớ nhiều, tức là làm cho cái niệm mình nó tăng trưởng lên, đúng không? Nghe ráng đi. Phần sinh diệt này có vậy là làm nền cho cái đạo quả. Bởi vì khi mà quán năm quẩn, cách nào quán cũng phải quán qua phần sinh diệt đó. Cái quẩn này sinh lên thì cái quẩn kia có diệt hay không? Cái này vậy. Nó diệt như thế nào đấy, cái phần đó là phần pháp quán rồi. Phần có mở có giáo tình chưa, có giáo tình hết chưa, áo pho hết chưa nào? Rồi bạn nghe tụng tùng đúng không, hiện tại tụng tùng đúng không? Này, sắc quẩn đang sanh với người nào, thời thọ quẩn đang diệt với người ấy phải chăng? Mà Đức Phật này no, không phải. Bởi vì không có người nào mà một quẩn sanh lên là một quẩn diệt hết, không có một người nào mà một quẩn vừa sanh lên thì một quẩn kia là diệt, chuyện đó không có xảy ra. Cho nên sắc quẩn đang sanh với người nào, thời thọ quẩn đang diệt với người ấy phải chăng? Đức Phật này trả lời là không phải. No là không phải, là bác bỏ cái câu hỏi. Một chúng sanh khi mà sanh, năm quẩn cùng sanh đúng không? Mà khi diệt thì năm quẩn cùng diệt đúng không? Đây nói trong thời hiện tại thôi, đang sanh mà đang diệt. Một chúng sanh đang sanh thì năm quẩn cùng sanh, mà đang diệt thì năm quẩn cùng diệt. Không có trường hợp một quẩn đang sanh mà một quẩn đang diệt, chuyện đó không xảy ra. Nên Đức Phật này bác bỏ câu hỏi. Thì chúng ta sẽ lấy nè, câu hỏi sắc quẩn đang sanh với người nào, sắc quẩn đang sanh người đang sanh không cõi. Đây chúng ta như ý chuyện cũng dễ hiểu hơn, người cũng đang sanh đúng không? Người vô tưởng đang sanh đúng không? Rồi câu hỏi rồi thọ quẩn đang diệt với nghệ bài tranh, cái thuật này là bác bỏ. No, không phải. Tức là bác bỏ câu hỏi không có cái người nào mà sắc quẩn đang sanh, một quẩn đang sanh mà một quẩn khác đang diệt, không có, bác bỏ câu hỏi đó. Nên Đức Phật ngài đây là câu gì, câu rỗng không vấn đúng không? Rồi quẩn ngược hay là họ quẩn đang diệt với người nào, hay họ quẩn đang diệt với người nào, người nào họ quẩn đang diệt, người thủ quẩn. Đang chết đúng không? Rồi người vô sắc đang chết đúng không? Hai hàng người này là thủ quẩn đang diệt đúng không?
câu hỏi là thời sắc ngưỡng đang sinh với người ấy bên nhau, Đức Phật ngài bác bỏ câu hỏi bằng cái là trả lời là không phải, no, không phải. Không có người nào mà một quận đang diệt mà quận khác đang sanh, chuyện nó không xảy ra, không có, cho nên nó không bác bỏ câu hỏi. Đây cũng là câu không ấn. Trước đây chúng ta chỉ có thấy cái câu rộng mơ bở, cái câu rộng không ấn á, câu rộng không đó. Vậy là chúng ta cái đó không có, cái đó hạn chế đúng không? Còn cái này ngày bác bỏ luôn, không phải, khẳng định luôn không phải, chuyện này không có đúng không, bác bỏ câu hỏi luôn, không phải. Nên họ vẫn gốc tưởng cũng ngọn bốn người. Họ vẫn đang sanh với người nào, thời tưởng vẫn đang diệt với người ấy phải chăng? Đức Phật bác bỏ là không phải, không có người nào mà tứ danh quẩn, bốn danh quẩn này là họ tưởng hành thức nó luôn luôn bốn chữ đồng đúng không, bốn danh quẩn có bốn chữ đồng là gì? Đồng sinh, đồng diệt, đồng biết vào cảnh, đồng nương vật. Tứ danh quẩn này nó có bốn sự đồng, là đồng sinh nè, đồng diệt nè, đồng biết một cảnh và đồng nương một vật. Thì không có trường hợp mà họ quẩn đang sanh mà tưởng quẩn đang diệt, chuyện này không xảy ra, cho nên Đức Phật này bác bỏ không phải. Bây giờ đây câu chi bác không mở, họ vẫn đang sinh với người nào thì cũng là người vô sắc đang sinh đúng không, người ngũ cũng đang sinh. Người vô sắc có mấy hàng người? Người vô sắc có mấy hàng người? Hả? Có tình duyên, người vô sắc có mấy hàng người? Người vô sắc có mấy hàng người? Sao? Một phần tâm nhân, rồi có vô sắc là có một phần tâm nhân, rồi ba bậc đạo, bốn bậc quả là tâm. À, nãy thấy có ba bậc quả. Người vô sắc có người tứ quả không? Bởi vô sắc có người tứ quả không? Có không? Có mấy người đạo? Có ba người đạo thôi, trừ đạo gì? Đạo gì? Sơ đạo chứ không phải từ sơ quả. Sơ quả có nhưng mà không có sơ đạo. Lấy chi pháp là được, người vô sắc tăng sinh lấy chi pháp là được không? Nghe đâu có đạo đó đâu là phạm tham nhân. Ba tháng của họ đang sinh đúng không? Ở dưới này là bố và ba thánh của đạo đang sinh. Gom lại người vô sắc đang sinh lấy ra không biết lấy là chết à? Ai? Bất ngờ.
hết ngày 8 à? Không phải luôn, tức là bác bỏ luôn đúng không? Tức là không có tưởng quẩn đang diệt mà thọ quẩn đang sanh, chuyện này không có đúng không? Nắm được cái ý này chưa? Thì tưởng quẩn đang diệt cái người nào? Là người vô sắc đang chết. Người ngũ quẩn đang chết. Chúng ta lấy ra là phạm tam nhân, ba thánh của họ đang chết. Bốn phạm, ba thánh của họ đang chết. Đang chết rồi nên nghe đang chết rồi mà đi khỏi đây. Mà xin lỗi, đang diệt cái, xin lỗi, phạm tam nhân là bốn thánh đang chết trong cõi vô sắc. Bốn thánh hòa hợp đang chết. Thôi bốn thánh, bốn thánh quả. Ai là nào bị bệnh có phải đang chết không? Rồi. Nãy là xong cái phần người. Phần cõi. À, phần cõi. Cái đòi hỏi chúng ta phải nghiệm một xíu. Sắc quẩn đang sanh trong cõi nào ơi? Thọ quẩn đang diệt trong cõi ấy phải chăng? Này, này câu này Đức Phật này cũng không có bác bỏ mà cũng không có hạn chế gì hết. À, chúng ta lấy thêm đi bác. Câu mở, sắc quẩn đang sanh trong cõi. Thì sắc quẩn đang sanh trong cõi nào thì chúng ta thấy là cái cõi nào mà có sắc quẩn đúng không? Thì chúng ta thấy là cõi của quẩn đúng không? Cõi vô tưởng đúng không? Thấy chưa? Rồi câu hỏi là thọ quẩn đang diệt trong cõi phải chăng? Chúng ta thấy nè, trong cõi vô tưởng thì thọ quẩn đang diệt đúng không? Phải không? Mà trong cõi vô tưởng thì thọ quẩn không đang diệt đúng không? Mà cho Đức Phật ngày đáp là trong cõi vô tưởng sắc quẩn đang sanh nhưng thọ quẩn không đang diệt. À, còn trong cõi ngũ quẩn sắc quẩn đang sanh và thọ quẩn cũng đang diệt. Vậy chúng ta thấy là chi pháp này không mở cái chi pháp a bằng cõi vô tưởng. Cõi vô tưởng này không có thọ cho nên sắc quẩn đang sanh mà thọ quẩn không đang diệt, đúng chưa? À, vì là pháp B là cõi ngũ quẩn đây. Có hơi thắc mắc con gái là trong cõi ngũ quẩn tại sao mà sắc quẩn đang sanh mà thọ quẩn đang diệt? Trong cõi ngũ quẩn có năm quẩn rõ ràng đúng không? Nhưng ở đây cũng nói rằng trong cõi chứ không có nói người nữa, để trong cõi à. Trong cõi ngũ quẩn là rộng lớn đúng không? Phải có nhiều người không? Phải có nhiều người không? Thì đây muốn ám chỉ trong cái thời điểm, trong thời điểm mà có một chúng sanh sanh lên, đồng thời trong thời điểm đó có một chúng sanh đang chết. Mà một chúng sanh đang sanh lên là sắc quẩn đang sanh đúng không? Phải không? Mà một chúng sanh đang chết là thọ quẩn đang diệt đúng không? Cho nên Đức Phật ngài đó trong cõi chứ không phải trong người nữa. Mà trong cõi có nhiều người thì mới ám chỉ trong cái thời điểm, vào thời điểm đó, trong thời điểm
có một người đang sanh lên, thì cũng trong thời điểm đó có một người đang chết, đúng không? Mọi người đang chết là thọ quẩn đang diệt, đúng không? Mọi người đang sanh là sắc quẩn đang sanh, đúng không? Hiểu chỗ này không? Cái cõi là cái loại nói cái cõi không thôi chứ không có nói với người. Cho nên Đức Phật thành trả lời rằng còn đối với người, còn trong cõi ngũ quẩn, sắc quẩn đang sanh và thọ quẩn cũng đang diệt. Còn nghe trong thời điểm đó có người đang sanh lên và có người đang chết đi, đúng không? Ngay cùng một thời điểm, mọi người đang chết đi là thọ quẩn đang diệt, đúng không? Mọi người đang sanh lên là thọ là sắc quẩn đang sanh, đúng chưa? Hiểu không? Hiểu chỗ này chưa? Rồi. Rồi không được. Hay là họ vẫn đang diệt với người nào? Có chưa? Không phải nào. Họ vẫn đang diệt. Không phải. Chúng ta thấy thọ quẩn đang diệt cõi, cõi nào có thọ quẩn thì thọ quẩn mới đang diệt, đúng không? À, thì cái này cõi màu sắc, cõi ngũ quẩn, đúng không? Hai cõi này là thọ quẩn đang diệt, đúng không? Vậy câu hỏi là sắc quẩn đang sanh trong cõi đó thôi. Chúng ta thấy trong cõi vô sắc không cách nào mà sắc quẩn đang sanh nữa, đúng không? Nên Đức Phật ngày bác bỏ ở cái trước rằng trong cõi vô sắc thọ quẩn đang diệt nhưng sắc quẩn không đang sanh trong cõi đó. Còn trong cõi ngũ quẩn thọ quẩn đang diệt và sắc quẩn cũng đang sanh. Tức là trong cõi ngũ quẩn này có một người đang chết, một người đang chết và có một người khác đang sanh lên, đúng không? Thì thọ quẩn đang diệt và sắc quẩn đang sanh. Qua wow, thì dễ mà, đúng không? Rồi chúng ta có một người vào cõi. Người vào cõi 830 mấy? 41 hả? Sắc quẩn gốc. Hả? À, thọ quẩn gốc nè. Dạ. Có cái này buồn 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 buồn. Đó. Lửa cũng mặn, đúng không? Rồi. 800 mấy? 35. Họ vẫn đang diệt trong cõi nào? Ủa, nãy rồi mà ta. À vậy hả? Họ vẫn đang sanh trong cõi nào? Thì chúng ta thấy thọ quẩn đang sanh cõi nào? Cõi vô sắc, đúng không? Cõi ngũ quẩn, đúng không? Thời tưởng quẩn đang diệt trong cõi ấy phải chăng? Thì ở trong cõi vô sắc thọ quẩn đang sanh, tưởng quẩn đang diệt được không? Rồi trong cõi ngũ quẩn thọ quẩn đang sanh, tưởng quẩn đang diệt được không? Được, cho nên Đức Phật đáp phải rồi. Đây là câu hậu hậu vẫn, đúng không? Hay là tưởng quẩn đang diệt trong cõi nào? Tưởng quẩn đang diệt trong cõi nào? Cõi vô sắc, cõi ngũ quẩn, đúng không? Mà trong cõi vô sắc hay cõi ngũ quẩn thì thọ quẩn có đang sanh không? Có, đúng không? Thì câu hỏi là thọ quẩn đang sanh trong cõi đó phải chăng? Đức Phật cũng đáp phải rồi. Tại vì trong cõi vô sắc thì là thọ quẩn đang sanh, đúng không? Trong cõi ngũ quẩn thọ quẩn cũng đang sanh, đúng không? Và tưởng quẩn đang diệt, đúng không? Tức là trong cõi vô sắc có một chúng sanh đang chết và một chúng sanh đang sanh lên, đúng không? Một chúng sanh đang chết có nghĩa là thọ quẩn đang diệt
mà chúng sanh đang sanh lên là thọ quẩn đang sanh, đúng không? Hiểu chỗ này không? Trong cõi là mình phải tính là cái người này đang chết thì người kia đang sanh, người kia đang sanh là thọ quẩn đang sanh, mà người này đang chết là tử quẩn đang diệt, đúng không? Nên đây là câu hậu. Rồi, không, chúng ta qua người bằng cõi. Cái phần này đọc dễ hiểu mà đọc không hiểu nữa mình. 800 mấy? 841. 841 đúng không? Người cõi. Rồi. Sắc quẩn đang sanh với người nào trong cõi nào? Thời họ quẩn đang diệt với người ấy trong cõi ấy phải chăng? Đức Phật đáp: không phải. Đức Phật bỏ câu hỏi. Tại vì sắc quẩn đang sanh với người nào trong cõi nào thì chúng ta sẽ thấy là cái người khổ quẩn đang sanh trong cõi khổ quẩn, đúng không? Là người vô tưởng đang sanh trong cõi vô tưởng. Câu hỏi: thời họ quẩn đang diệt với người ấy trong cõi ấy phải chăng? Đức Phật là đáp: không phải. Tức là đáp bác nó bỏ đây câu chi pháp, câu mà hỏi là không có. Trên đây cái đây là câu rỗng thông vấn. Dù người cõi mà cái người đó không bao giờ, cái người đó thì không bao giờ một quẩn đang sanh một quẩn đang diệt nữa, cho nên là không có. Cái cõi là máng vô vậy thôi, nhưng mà nó không có cái vấn đề đó nha. Rồi, không được. Hay là họ quẩn đang diệt với người nào trong cõi nào? Họ quẩn đang diệt với người nào trong cõi nào? Cái người vô sắc đang chết, đúng không? Người vô sắc đang chết, đúng không? Và người ngũ quẩn đang chết, đúng không? Thời sắc quẩn đang sanh với người ấy trong cõi ấy phải chăng? Đức Phật thì đáp trả lời là không phải. Thì bác bỏ luôn. Tại vì dù cho cái người vô sắc đang chết trong cõi vô sắc thì cái người đó sắc quẩn cũng không đang sanh được, đúng không? Cái người dù cái người ngũ quẩn đang chết thì sắc quẩn cũng không đang sanh luôn, đúng không? Người ngũ quẩn đang chết trong cõi ngũ quẩn đó thì sắc quẩn cũng không đang sanh luôn, đúng không? Mà chỉ có sắc quẩn đang chết đang diệt đó. Cho nên Đức Phật ngài đáp là không phải, bác bỏ. Hiểu chỗ này chưa? Rồi, phần còn lại chúng ta tiếp theo cái hai cái đôi nữa là họ quẩn gốc. Họ quẩn gốc. Con mở. Họ quẩn đang sanh với người nào trong cõi nào? Thì cái người nào trong cõi nào mà họ quẩn đang sanh là người vô sắc trong cõi vô sắc, đúng không? Người ngũ quẩn trong cõi ngũ quẩn, đúng không? Tưởng quẩn đang diệt với người ấy trong cõi ấy phải chăng? Đức Phật thì đáp là không phải. Không có người cái người nào mà đang sanh trong cõi vô sắc hay là đang sanh trong cõi ngũ quẩn mà họ quẩn đang sanh mà tưởng quẩn đang diệt nữa, không có. Nên Đức Phật thì đáp không phải. Tương tự cái câu còn lại là tưởng quẩn đang diệt với người nào trong cõi nào, mà tưởng quẩn đang diệt với người nào trong cõi nào, chúng ta cũng lấy là cõi vô sắc, không? Người trong cõi vô sắc là người trong cõi
Khi đang chết trong cõi vô sắc thì người đang chết trong cõi ngũ uẩn đúng không? Thời thọ uẩn đang sanh với người ấy trong cõi, đang sanh với người ấy trong cõi phải chăng? Đức Phật ngài cũng đáp là không phải. Được chưa? Rồi bữa nay chúng ta sẽ tiếp tục 15 phút phù du đi. Nên là bữa nay là hết rồi, tới đây hết rồi. Nhưng mà muốn hỏi nhiều một cái vấn đề nè. Vấn đề này cũng làm giàu cho quý vị tốt hơn. Quý vị tốn 15 phút đi nha. Dạ hỏi thầy quý vị nha. Ta qua phần hiện tại rồi đó. Còn cái thầy nó còn đơn giản chút. Dạ không hỏi quý vị nè. Cha mẹ chết, thầy tổ chết, có lại hay không? Làm con có lại không? Có không? Có hay không? Nhưng mà có một người, có một số sư nói rằng là nếu mà cha mẹ chết, thầy tổ chết mà lại á thì là đức tam quy. Điều này đúng không? Không, quý vị thấy sao? Có đức tam quy không? Đây ở trên mạng có một nhóm thì nói rằng là có một vài vị sư nói rằng là cha mẹ chết, thầy tổ chết mà lại đó thì đức tam quy, mà để tang cũng đức tam quy. Thì theo quý vị có đức tam quy không? Có không? Nếu cha mẹ hàng xóm chết, cha mẹ người hàng xóm á, mà mình tới mình lại có đức tam quy không? Đức không? Bởi vì sao mà cái cha mẹ mình chết, thầy tổ chết lại mà không đức tam quy, tại sao? Ở đây nha. Có một số vị sư nói là cha mẹ chết, thầy tổ chết, mình lại tức tam quy. Thì trong tam tạng Pali không thấy chỗ nào để cái đó. Cái đó chỉ là một cái tục lệ nào đó thôi. Trong tam tạng Pali không thấy chỗ nào mà Đức Phật ngài dạy là cha mẹ chết mà lại là bị đức tam quy, hay là thầy tổ chết là đức tam quy. Cái vấn đề này là ngoài cái tam tạng kinh điển ra, sư cũng đã hỏi mấy vị sư Khmer. Hỏi mấy vị sư Khmer đó, thì mấy vị mới nói rằng đối với ông sư đó, mà cha mẹ chết đó, mà cha mẹ là người đời đó, thì không lại, nhưng mà vẫn để tang nha, không để tang luôn. Tại vì cha mẹ là người đời, thuộc cư sĩ đúng không? Thì cư sĩ thì không có bằng ông sư đúng không? Cho nên ông sư sẽ không có lại. Nhưng mà cấm nhang, vẫn cấm nhang. Nhưng mà nó thầy tổ đang chết á, thầy tổ á, tiếng là chưa thầy bà thượng đó, tức là qua chia đó cho xuất gia thì cô đó mà chết thì mấy vị sư cà me nói là vừa lại mà vừa để tan luôn. Để tan của mấy vị sư cà me đó là một cái miếng vải trắng, dắt ra giống như cái tăng này lê màu trắng,
Mà bữa qua có vị sư quay coi một cái clip đó, là ông hòa thượng chết rồi đó, là mấy ông sư đệ tử quỳ xuống lại tại chỗ, rồi cái xác còn lại tại chỗ đó. Mà chúng ta thấy đó, bề dày lịch sử của người Kinh mình đó, đúng không? So với bề dày lịch sử của người Khmer thì bề dày lịch sử người Khmer lớn hơn, đúng không? Dày hơn, đúng không? Các ngài của mình á cũng từ Campuchia mà về, ngài Hộ Tông cũng từ Campuchia về nè, ngài Vũ Chơn cũng từ Campuchia về nè, rồi ngài Giới Nghiêm cũng từ Campuchia về nè, mặc dù chạy qua Thái Lan rồi cũng về rồi qua Campuchia, trước tiên qua Campuchia rồi mới qua Thái Lan. Để chúng ta thấy rằng cái bề dày lịch sử của cái người Khmer đó nó dày hơn mình, đúng không? Mà mấy sư ở dưới Khmer vẫn lại vẫn để tan để còn á, còn nhưng mà đối với cha mẹ mà là người cư sĩ thì ông sư không để tan, không lại, nhưng mà vẫn cắm nhang nè. Còn thầy tổ lại đàng hoàng và để tan là không muốn giải tán. Còn đối với cư sĩ đó, cư sĩ mà cha mẹ chết á thì lại và để tan cũng bằng miếng giải tán, nhưng mà cách lại để tan của họ đó nó khác với để tan của Việt Nam mình. Cái Việt Nam mình để tan tới 3 năm, không phải 3 năm không à, có nhiều người để tan gấp rút chút xíu cũng là 49 ngày, đúng không, hay là 100 ngày, đúng không à, cái đó là rộng lượng lắm rồi đó. Thế còn cái người Khmer họ để tan á, khi mà đem chôn qua tài nó hay đem thiêu là xong, là xả tan liền, không còn nữa. Nhưng nếu ông hòa thượng này, hòa thượng này hoàn tục, rồi ông hòa thượng này chết, không thỉnh lễ, không để tan. Bởi vì ông hòa thượng đấy đã hoàn tục trở thành người cư sĩ rồi, mà người cư sĩ là của ông sư, đúng không? Còn cái lý thuyết mà gọi là cha mẹ chết mà đảnh lễ đó, thứ nhất là sư nói là trong kinh tạng Bali sư không tìm thấy chỗ nào hết. Cái người nào mà nói như vậy dẫn chứng giùm sư cái kinh tạng Bali đi, mà Đức Phật là nói vậy đó. Nhưng mà trong cái kinh tạng Bali là bài kinh mà Đại Bát Niết Bàn á, tức là bài kinh Đại Biên Tịch á, ngài Kassapa về trễ, cứ ghi là ngài Kassapa đó đảnh lễ dưới chân của Đức Phật, rồi mở chân của Đức Phật để đầu mình. Mà ngài Kassapa là A-la-hán, đúng không? Mà A-la-hán làm mình bất cứ hành có gì phạm không? Hiểu cái này không? Còn hơn nữa, cha mẹ chết, cha mẹ của mình á, mình là người cư sĩ mà không lại, không để tan á, mà chứng tỏ là người vô ơn. Mà cha mẹ là người có ơn với mình, đúng không? Mà chết rồi mà ngoại giáo sẽ có cơ hội chỉ trích, nói là cái tôn giáo gì kỳ, cha mẹ chết rồi quên ơn, rồi không có biết ơn cha ơn mẹ nữa. Quý vị hiểu cái này không? Điểm thứ nhất là trong kinh tạng Bali không tìm thấy chỗ nào nói rằng cha mẹ chết mà thảnh lễ Đức Tam Quy, không tìm thấy. Mà chỉ tìm thấy là trong thế gian có hai hạng người, trong Tăng Chi Kinh Pháp Hai Chi đó, trong thế gian có hai hạng người khó tìm là người thi ơn và người báo ơn. Thi ơn tức là mình làm ơn trước, đúng không? Rồi người tri ơn tức là tri ơn và báo ơn, tức là biết ơn rồi biết ơn. Mà cha mẹ mình là cái người mà đáng biết ơn không? Mà không lại không gì kia thì có cơ hội ngoại giáo chỉ trích. À, cho nên không phải nói ông sư là nói là cũng tin nha, mà phải coi lại. Hiểu cái này không? Cho nên quý vị cứ đừng có nghe mấy thứ đó rồi cha mẹ chết rồi cái làm ấy không lại không để tan rồi kia. À, thì coi chừng bị ngoại giáo chỉ trích. Nhưng mà cái để tan của cái người Khmer đó, họ chỉ có mảnh vải trắng dắt đây thôi. Rồi sau khi mà chôn á, cái người Khmer bây giờ bị hay la lai là bị hay chôn chứ, đúng cái người Khmer thường là họ thiêu, không khi mà thiêu á là họ xả tan luôn hết luôn, không có. Còn mình có 3 năm á, 3 năm tan chế lại anh em đi lấy đồng nữa kia, phải không, cái hạn vậy. Sao cái đó mình bị ảnh hưởng của người Hoa chứ không có đâu. Nhưng mà cái điều vấn đề á là ông sư không lại cha mẹ nếu cha mẹ là cư sĩ nè, nhưng mà vẫn thấp nhang vẫn để đó. Nhưng mà thầy tổ hiện tại là lại à,
tại vì thầy tổ xin cái người đó ra bằng pháp. Cái vậy mà xuất gia thì cô đó là vậy mà được sinh ra bằng pháp, mà cái vậy đó chưa hoàn tục thì mà chết đó, thì lại để tan. Nha, quý vị phải cẩn kính là cái tri kiến của mình chứ. Chứ nghe theo mấy ông sư kiểu đó là chết. Rồi tự nhiên mình trở thành là cái kẻ vô ơn, không biết. Hiểu cái này không? Rồi, hồi hướng đi. Come on.